Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những cái thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang thấy là lực lượng vũ trang Ukraine đang dần bị đẩy vào tới chân tường. Câu chuyện quân đội Ukraine bị đẩy vào chân tường là bởi nguồn viện trợ của phương Tây đến ngày hôm nay nó chưa có dấu hiệu được thông qua, mà chỉ thấy dấu hiệu mệt mỏi đến từ cả Mỹ và Âu trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Bởi hơn một năm rồi, Ukraine cũng tiêu tốn một lượng tiền bạc, đạn dược, khí tài không hề nhỏ của phương Tây. Nhưng cái chính là nó không tạo ra được bất kỳ một bước đột phá nào trên chiến trường. Ukraine đang mang đạn dược ra chiến trường vãi, giống như là người ta gọi là vãi lúa. Nhưng kết quả là cò không chết, chứ đừng nói là bắn hạ được lực lượng, gây tổn hại được lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Hơn 200 tỷ đô viện trợ các loại mà Ukraine ngốn sạch trong vòng 21 tháng. Tính ra cho đến ngày hôm nay, Ukraine cần ít nhất là 10 tỷ đô một tháng, mà viện trợ thì đang ở con số 0. Mặc dù Mỹ cùng Âu vẫn hô hào là chúng ta phải tiếp tục sát cánh đoàn kết trong tinh thần hỗ trợ cho Ukraine, nhưng làm gì có quốc gia nào muốn điều đó đâu. Trong khi đó, vấn đề nội bộ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang khiến cho châu Âu đó là quan ngại. Trong đó người ta nói tới việc ông Trump tái đắc cử. Các quan chức EU không biết phải làm gì nếu Trump thắng cử Tổng thống Mỹ. Sẽ không biết làm gì. Các quan chức châu Âu không biết phải đối phó với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump như thế nào nếu ông trở lại ra nắm quyền. Tờ New York Times dẫn nguồn tin các nhà ngoại giao. Các quan chức châu Âu phần lớn không có ý tưởng nào về cách đối phó với ông Trump ngoài việc quay trở lại các chiến thuật trước đây dựa trên những lời tâng bốc và nịnh nọt ngoại giao, tờ báo cho biết. Theo như tờ New York Times thì các quốc gia nhỏ hơn sẽ cố gắng giành được những ưu ái của ông Trump thông qua việc tăng cường đặt hàng vũ khí của Mỹ hoặc là các bước mang tính biểu tượng nhằm ca ngợi đó ông ta. Họ đến thăm các công sự thân cận này của cựu Tổng thống Mỹ để tìm hiểu ý định của ông về việc đó đắc cử, nếu như đắc cử. Và châu Âu đang lo ngại về việc Donald Trump đắc cử. Người ta còn đưa tới một kịch bản khi mà Donald Trump đắc cử, NATO sẽ ngay lập tức sụp đổ vì ông Donald Trump sẽ quyết định rút toàn bộ lực lượng của mình khỏi NATO và rút Mỹ khỏi NATO. Câu chuyện có lẽ chẳng cần phải Mỹ rút khỏi NATO thì NATO mới sụp đổ, mà chỉ cần Nga tiến tới biên giới NATO, thống nhất dân tộc với Ukraine thì nó cũng sẽ tự động sụp đổ. Đó là Ukraine, NATO cùng EU tan rã. Sự tồn tại của NATO cần phải có kẻ thù. Chứ đến ngày hôm nay bản thân Nga mà áp sát biên giới rồi, làm sao châu Âu dám tìm kiếm kẻ thù đến từ Nga đấy, mà phải tìm cách để bình thường hóa quan hệ, chung sống hòa bình trên cùng một biên giới, chứ không thể nào tiếp tục gây án hận thù với Liên bang Nga được. Ngày hôm nay thông qua Beirut, thông qua Ukraine thì phương Tây tập thể tìm mọi cách để chống lại Nga thôi. Chứ nếu như bản thân Liên bang Nga mà thống nhất toàn bộ Ukraine lại, châu Âu sẽ không giờ tìm cách để chống lại Liên bang Nga được. Lúc đó Nga sẽ làm chủ toàn bộ đường biên giới phía Tây của mình và hướng Tây Nam của mình, cửa ngõ được coi là yết hầu quan trọng để phát triển kinh tế, giao thương, hàng hải với lại thế giới. Hoa Kỳ thì vô cùng thèm khát con đường đi vào trong Ukraine để đặt con dao yết hầu của Nga. Nhưng Hoa Kỳ khôn ngoan thì Tổng thống Putin và Liên bang Nga còn khôn ngoan hơn, một cái tầm nhìn xa hơn. Trong khi đó Zelensky đang bị nghi ngờ có những chiêu trò của mình. Trong một chuyến thăm của các chính trị gia Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã yêu cầu họ giúp đỡ trong trường hợp chạy trốn. Cựu nhân viên CIA Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn, Zelensky đang lo sợ về sinh mạng của mình cùng với người thân. Và những quyết định gần đây của ông Zelensky chúng ta đều biết nó liên quan trực tiếp tới vận mệnh cuộc đời của ông Zelensky, sống hay chết trong chiến dịch quân sự đặc biệt hiện tại.
Tôi chắc chắn rằng là trong các chuyến thăm của trong chuyến thăm của ông Austin ấy, hay ông Lincoln, trong các cuộc trò chuyện với họ, Zelensky đã xin sự đảm bảo ông ta muốn một điều gì đó lớn hơn là những lời hứa đơn giản, để ông ta sẽ được quan tâm khi đó là thời cơ đấy. Ông Johnson kết luận. Theo vị chuyên gia này thì Zelensky hiện đang gặp vấn đề do đối đầu với tướng Zaloni. Đồng thời ông Johnson nói thêm rằng Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine có lợi thế trong tình huống này vì quân đội Ukraine đứng về phía ông ta chứ không phải về ông Zelensky. Cho nên ông Zelensky phải tìm mọi cách bảo vệ sinh mạng của mình. Đại nhất phu nhân của ông Zelensky cũng phải lên tiếng. Nếu như không có hàng tỷ đô la viện trợ đến từ phương Tây thì Ukraine sẽ nguy kịch, không phải nguy kịch mà đăng xuất luôn cả gia đình ông ta. Bên cạnh đấy chúng ta cũng có những nguồn tin ấy, cho thấy rằng là Hoa Kỳ đang muốn sử dụng cuộc bầu cử năm 2024 làm cơ sở để thay thế ông Zelensky bằng một người có lợi hơn dành cho Hoa Kỳ. Nhưng ngày hôm nay đối Ukraine thì bất kỳ ai lãnh đạo đi chăng nữa cũng không thể tạo ra lợi thế cho Hoa Kỳ được. Bởi vì Ukraine ngày hôm nay còn cái gì nữa đâu. Nguồn thu thì không có, hoàn toàn dựa dẫm phương Tây. Nhân lực đưa chiến trường cũng thiếu, thì lấy đâu ra cái cơ hội để mà tạo ra lợi thế cho Ukraine được. Tới mức mà bản thân phương Tây tập thể còn phải đưa ra một kịch bản Ukraine sẽ làm chủ trên chiến trường nếu trụ qua mùa đông năm nay và tiến tới năm 2025. Tức là từ bây giờ phải tuyển dụng cả 1 triệu binh sĩ đưa sang châu Âu huấn luyện, sau 1 năm quay trở lại chiến trường, phương Tây tập thể sẽ tung vào đạn dược khí tài hạng nặng để Ukraine thực hiện đòn phản công của quân Nga. Nhưng câu chuyện năm 2024, liệu Ukraine có trụ nổi hay không khi mà trạng thái đang kiệt quệ về nhân lực và khí tài? Điều quan trọng là phải theo dõi những gì sẽ xảy ra ở Kiev trong những ngày tới, là vì tình hình đang căng thẳng đến mức giới hạn của nó rồi. Ngoài ra thì ông Johnson lưu ý rằng là hiện nay thậm chí gói hỗ trợ quân sự mới cũng sẽ giúp Ukraine thay đổi tình thế ở mặt trận. Ông kết luận rằng quân đội Nga tiếp tục tiến lên bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn. Mọi điều kiện thời tiết giá lạnh, đóng băng, tuyết rơi không cản trở được bước tiến của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, nhưng sẽ gây khó khăn rất lớn cho Ukraine và châu Âu vì vấn đề nhu cầu năng lượng, vì vấn đề đó là lạm phát kinh tế. Trong khi đó thì báo Mỹ gióng hồi chuông cảnh báo về chiến lược của Tổng thống Putin ở Ukraine trong vài tháng tới. Người ta nói rằng đây là thời điểm vàng cho Tổng thống Putin, thời gian sẽ còn khoảng 3 đến 4 tháng nữa, tức là muộn nhất là kết thúc bầu cử Tổng thống ở Liên bang Nga. Lúc đó Nga có thể phát động một cuộc tổng tiến công và đưa ra ngày 30 tháng 4 dành cho Ukraine, 30 tháng 4 năm 2024 dành cho Ukraine đấy. Chiến lược của Tổng thống Nga Putin trong cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh tính hiệu quả của nó, tờ The Hill chia sẻ. Gần 2 năm sau khi cuộc xung đột bắt đầu, Ukraine phải đối mặt với những thách thức to lớn trong khi mà chiến lược chờ đợi các đồng minh phương Tây tan vỡ. Ông Putin dường như đang phát huy được tác dụng, và bản thân Tổng thống Putin đã đúng khi nói rằng phương Tây tập thể sẽ mệt mỏi trên con đường viện trợ cho Ukraine. Và Ukraine cũng cần phải biết rằng nguồn viện trợ đến từ phương Tây không phải là vĩnh viễn. Như ấn phẩm The Hill ấy, lưu ý, ngay cả các quan chức ở Kiev cũng thừa nhận rằng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu sẽ không còn dẫn đến đột phá nữa. Đồng thời thì giới lãnh đạo đất nước phải thuyết phục phương Tây ngày càng hoài nghi tiếp tục trang bị vũ khí lực lượng cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nó sẽ không có tin tưởng tạo ra đột phá trên chiến trường nữa. Vài tháng tới khó có thể mang lại bất kỳ kết quả đáng chú ý nào đối với lại Ukraine, tờ báo này kết luận. Mọi thứ đang tạo đà vào lợi thế cho Tổng thống Putin và bất lợi cho cả Mỹ và Âu. Trò chơi bày đàn, cấm vận tuyên truyền, phong tỏa tài sản, tưởng chừng sẽ khiến cho tín nhiệm Putin tụt giảm, tưởng chừng sẽ làm cho nền kinh tế của Nga sụp đổ. Vậy mà đến ngày hôm nay, người ta đang chỉ thấy mọi thứ mà phương Tây tưởng tượng ra
thì ở Nga đang mạnh lên chứ không bị suy yếu đi. Từ đoàn kết cho đến tín nhiệm của Tổng thống Putin, cho đến an ninh quân sự và an ninh dân sự, cũng như vấn đề kinh tế, chỉ thấy nó mạnh lên chứ không yếu đi. Bất cả vấn đề gì của phương Tây mong muốn ở tại Liên bang Nga thì ngày hôm nay kết quả đều đảo ngược. Và mong muốn ở tại Ukraine thì kết quả cũng đảo ngược. Trong khi đó thì ông Medvedev có một bài nói thẳng thắn gay gắt đáp trả lời tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi nói về vấn đề năng lượng, hợp tác giữa Nga và Đức. Châu Âu ngày hôm nay quá thấm đòn khi không có nguồn năng lượng giá rẻ đến từ Liên bang Nga. Họ đang bị Hoa Kỳ, đó là bóc lột. Cựu Thủ tướng Nga đã chỉ trích Thủ tướng Đức khi cho rằng là một câu có lỗi trong việc ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu. Vậy mà Đức không dám mở mồm để chỉ trích và điều tra vụ việc dòng chảy Bắc 1 và Bắc 2. Ông Medvedev là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là cựu Tổng thống nước này đã cáo buộc Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói không đúng sau khi ông này chia sẻ quan điểm của mình về nguồn gốc của cuộc khủng hoảng năng lượng ở tại châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp của Đảng Dân Chủ Xã hội cầm quyền ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cáo buộc Nga đã tạm dừng cung cấp khí đốt cho EU. Chính Nga đã ngừng cung cấp khí đốt thông qua các đường ống dẫn khí đốt không bị đó là hư hại. Do đó 50% nguồn cung cấp khí đốt của Đức đã bị đặt dấu chấm hỏi. 50 tỷ mét khối khí đốt đi qua chúng đã trở nên không thể tiếp cận được, ông Olaf Scholz nói. Đồng thời ca ngợi nỗ lực của chính phủ Đức trong việc mua khí đốt ở nơi khác. Bình luận này của nhà lãnh đạo Berlin đã khiến Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nổi giận. Ông Medvedev đã dùng nền tảng mạng xã hội Twitter để thẳng thắn cáo buộc Thủ tướng Đức nói không đúng và cố gắng đổ lỗi cho hành động của chính họ cho một câu. Người Đức đang nói dối, chính họ đã từ chối nó. Họ đã hành hạ chính người dân của mình về vì lòng đó là ghét Nga. Và bây giờ họ đang né tránh và nói dối. Mặc dù Thủ tướng Olaf Scholz không nói rõ hơn về vấn đề này trong một bài phát biểu của mình, nhưng rõ ràng ông ta đề cập đến những rắc rối xung quanh đường ống Nord Stream xảy ra vào mùa hè năm ngoái, ngay trước khi đường ống bị phá hủy trong một cuộc tấn công phá hoại vào ngày 26/9. Vào thời điểm đó thì công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã buộc phải giảm đáng kể việc cung cấp khí đốt qua các đường ống do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bảo trì các tuabin của dòng chảy đó là Bắc 1. Những khó khăn ấy, trong việc bảo dưỡng của tuabin xuất phát từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga này đã ngăn chặn một cách đó là hiệu quả việc bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế đó là kịp thời. Trong một diễn biến liên quan thì 74% người Đức cho rằng Thủ tướng Đức đã thất bại trong công việc. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy Thủ tướng Đức đã thất bại trong những công việc riêng của mình. Qua lời tuyên bố của Thủ tướng Đức, chúng ta mới thấy họ sẵn sàng lên tiếng bất kể điều gì dù là sai trái xuyên tạc bịa đặt, nhưng lại không dám thẳng thắn lên án về hành động phá hoại dòng chảy phương Bắc là một hành động khủng bố quốc tế. Nó là một hành động khủng bố quốc tế. Còn với Ukraine ngày hôm nay, phương Tây tập thể vẫn phải tiếp tục viện trợ, nhưng chỉ có điều là chưa đưa ra được những kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho Ukraine thôi. Mọi thứ nó đang đi vào đó là bế tắc, chứ không phải dễ dàng gì dành cho Mỹ và Âu. Mọi thứ đang đi vào bế tắc. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.